Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ đã chủ trì họp thường kỳ Ủy ban nhân dân thành phố để thảo luận và thông qua các nội dung văn bản pháp luật theo chương trình công tác. Cuộc họp đã trao đổi cho ý kiến và thông qua các nội dung tờ trình về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định bồi dưỡng, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo quyết định số 38 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố. Tờ trình về phân cấp thẩm quyền cho phép miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công cách mạng. Tờ trình về dự thảo quy chế phối hợp quản lý cùng công nghiệp về chủ trương cho phép sở du lịch, ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tiếp tục đấu giá cho thuê khai thác các bãi tắm công cộng ven biển. Ngoài ra còn có các nội dung về đề nghị xây dựng nghị quyết, quy định chính sách hỗ trợ phát triển khai thác xa bờ, đề nghị xây dựng nghị quyết, quy định mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn hỗ trợ chuyển hóa trồng rừng nguyên liệu gỗ nhỏ sang rừng nguyên liệu gỗ lớn giai đoạn 2019-2030. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo các ngành địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, giải quyết rốt ráo công việc. Đối với việc xây dựng quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cơ bản thống nhất nội dung, tuy nhiên với việc lập điều chỉnh thẩm định và phê duyệt quy hoạch phải thực hiện theo đúng quy định hiện hành đề nghị sở xây dựng thực hiện phân cấp cho quận huyện theo thẩm quyền đối với các đồ án quy hoạch nhỏ. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cho biết, với dự án làng Đại học Đà Nẵng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có chủ trương bố trí vốn, vì vậy các ngành tích cực phối hợp cùng Đại học Đà Nẵng triển khai sớm. Phải giúp cái Đại học Đà Nẵng đẩy nhanh cái tiến độ để mà dỡ ngăn được cái này. Thế thì bây giờ mình chủ động cùng với Đại học Đà Nẵng ra soát tất cả những cái cơ sở hiện nay của người ta chủ động ra soát lại à, những cái cơ sở đất đai mà bây giờ nếu như mình thu hồi mình phục vụ cho cái những cái mục đích phát triển về 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 phúc lợi xã hội khác về kinh tế xã hội khác làm bệnh viện làm cái chi đó ví dụ làm những cái cơ sở gì đấy à, thì thay vì mình phải bỏ tiền ra mình giải tỏa tiền bù thì mình có cái diện tích như thế mình mình rất là tốt À, đồng thời mình cũng giải quyết luôn cái nhu cầu là cái, cái trường này là nó tiếp tục cho nó vô trong cái hệ thống quy hoạch của của làng đại học luôn cho nó lập trước cái nào đi trước được cho nó đi một cái trường đi tiên phong đi vô trước thì sẽ kéo theo mình sẽ khởi động cái cái, cái làng đại học này nó sớm hơn Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ lưu ý, Đại học Đà Nẵng là nơi quy tụ đội ngũ chuyên sâu một số lĩnh vực như xây dựng, tài nguyên môi trường cùng với những chương trình hợp tác quốc tế tiên tiến. Vì vậy, thành phố cần mời đội ngũ chuyên sâu tham gia với vai trò là tư vấn hoặc phản biện, nhất là đối với việc điều chỉnh quy hoạch chung thành phố hiện nay cũng như về chiến lược kinh tế xã hội thành phố. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cũng đề nghị tăng cường thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân vừa đánh bắt hải sản vừa tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đối với việc hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn, cần lưu ý đến loại gỗ, thời gian khai thác và một số yếu tố khác đảm bảo độ che phủ rừng ở thành phố.